Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến. Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Vượt Qua Chướng Duyên do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Liên Hoa, Las Vegas, Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 7 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài pháp thoại mang tựa đề Vượt Qua Chướng Duyên. Chướng duyên là tất cả những trở ngại làm cho con người không đạt được hạnh phúc, an vui, thành công và những ước vọng đẹp ở trong cuộc đời. Mỗi một chướng duyên là một thách đố, mà việc giải quyết nó đó, nó sẽ mở ra cho chúng ta một con đường mang lại các giá trị có ích ở trong đời sống và sinh hoạt thường nhật. Tất cả chúng ta đều có rất nhiều các chướng duyên, mỗi người mỗi kiểu. Người giàu có chướng duyên theo người giàu, người nghèo có chướng duyên theo kiểu nghèo. Người thành công trong sự nghiệp cũng có những thách thức ở trong lĩnh vực đó, và những người thất bại hoàn toàn ở trong cuộc đời, dầu nỗ lực nhiều lần mà vẫn không thành công, cũng có những trở ngại riêng của mình. Đạo Phật dạy chúng ta một cái nhìn rất là lạc quan và tích cực, thấy tất cả các chướng duyên đó như là một điều kiện để huấn luyện tâm, giúp cho mình có thể vượt qua được những trở ngại và khó khăn nhất ở trong cuộc đời, hoặc là ở trong từng giai đoạn ở trong cuộc sống. Mặc dầu các chướng duyên và thách đố đó rất là nhiều dạng, chúng tôi xin giới hạn ở trong 5 loại hình chính. Thứ nhất là nghịch cảnh. Thứ hai là thiếu người đồng hành. Thứ ba là bệnh tật. Thứ tư là thái độ thờ ơ. Và thứ năm đó là lòng hoài nghi. Nghịch cảnh là môi trường, điều kiện ngược hoàn toàn với những gì chúng ta mong đợi. Nó có thể là kết quả của một biến cố chính trị, một khúc quanh lịch sử, một giai đoạn ở trong từng quốc gia, từng dân tộc, từng cộng đồng. Và nó có thể là một cái thời gian khó khăn nhất ở trong sinh hoạt của từng con người. Các nghịch cảnh như vậy nó thường có mặt với chúng ta bất cứ lúc nào. Và khi vượt qua được những trở ngại như vậy đó thì chúng ta mới trưởng thành hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn. Do đó đó, bản chất của đời sống mà nếu không có các nghịch cảnh đó, có lẽ nó sẽ thiếu rất nhiều giá trị. Và con người sẽ rơi vào thái độ của ỷ lại về những thành tựu cũng như những giá trị và đóng góp của bản thân mình. Và do đó đó sẽ khó có thể bước xa, bước cao ở trên những giá trị tích cực khác. Trên máy bay đến Las Vegas, chúng tôi quan sát từ ngay cái cửa sổ của máy bay, thấy một cái khu vực rất là rộng mênh mông, toàn là cát và không hề có cây cỏ gì. Và đi như vậy khoảng chừng 10 phút đó, thì bắt đầu mới đến cái vùng phụ cận của Las Vegas, bắt đầu cây cối có mặt. Sau đó là thành phố Las Vegas, nhà cửa được quy hoạch khá đẹp. Nhưng nếu so sánh với các thành phố San Jose, Orange County, Chicago, Philadelphia,
và một số thành phố khác mà chúng tôi có dịp đi qua trong một tháng vừa qua đó, thì số lượng cây cối của thành phố Las Vegas này đó rất là ít. Mặc dù như thế đó, chúng ta đã biết rằng là thành phố này đã trải qua một cái nghịch cảnh rất là lớn, và nó bắt đầu có mặt như chúng ta thấy với tư cách là một thành phố đó cách đây trên 100 năm. Lúc đó thì thành phố Las Vegas này là một cái nơi mà phần lớn các cư dân di cư ở những vùng khác tới đây để làm nghề khai thác các quặng, và đặc biệt là tìm kiếm vàng. Rồi từ những cái việc mua vui, giải trí cho các công nhân tại đây, mà bắt đầu vào cuối thập niên 60 đó, thì thành phố này đã trở thành thành phố của đánh bài. Chúng ta thấy đã có một sự thay đổi và chuyển biến khá tích cực từ một thành phố sa mạc trở thành một thành phố của những người đào vàng bạc, đến một thành phố vui chơi. Và trong vòng 20 năm trở lại đây đó, thì các ngành nghề, các lĩnh vực trong xã hội, các trường đại học, các college và nhiều lĩnh vực khác đó đều có mặt, cũng giống như bao nhiêu các thành phố khác. Nếu chúng ta quan niệm sa mạc như là một nghịch cảnh của cuộc sống, vì nó khó thiếu rất nhiều cây xanh, khí hậu thời tiết nóng, một phương tiện sinh hoạt khó khăn, công ăn việc làm cũng không có thuận lợi như các thành phố lớn khác đó, thì việc thay đổi cái loại hình thành phố từ lúc nó mới được thành lập cách đây trên 100 năm đến thập niên 60 của thế kỷ 20 và bây giờ đó, chúng ta thấy là ít nhất nó trải qua 3 giai đoạn: nơi tìm vàng, nơi vui chơi và nơi sinh hoạt như bao nhiêu những chỗ khác. Nói một cách khác là những người cầm cân nảy mực tại thành phố này đã có một cái nhìn rất là xa và rộng, biến sa mạc trở thành một nơi sinh hoạt, và do đó cái nghịch cảnh của sa mạc đã được khắc phục. Chúng tôi dự đoán trong vòng khoảng 50 năm nữa đó, thì các cái vùng phụ cận thành phố này, nơi mà bây giờ chỉ toàn là cát, đá, đất, chưa hề có sự đầu tư của con người, sẽ trở thành những thành phố Las Vegas mở rộng trong tương lai. Và nỗ lực làm việc đó là chúng ta vượt qua được cái nghịch cảnh của môi trường, của điều kiện, của hoàn cảnh. Và nếu chúng ta có tâm huyết á, thì các công việc đó mặc dù khó khăn nhưng không có nghĩa là không thực hiện được. Đất nước Trung Quốc cũng có những cái vùng sa mạc tương tự như là thành phố Las Vegas. Và các nhà bác học về nông nghiệp của Trung Quốc trong vòng 2 năm trở lại đây đã nỗ lực cải tạo đất sa mạc trắng xóa trở thành đất có thể canh tác được, giảm bớt cái độ bụi do các cơn lốc gió thổi đi ngang qua sa mạc trắng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống của con người, trở thành những cái nơi mà cư dân có thể được định cư. Trong vòng 2 năm qua, những cái nỗ lực đó đã được thành tựu khá đáng kể, vì đầu tiên đó, họ trồng những loại cỏ đã thay đổi cấu trúc DNA để nó có thể bám sâu xuống ở dưới lòng đất vài mươi mét, và do đó đó cái tiến trình cải tạo cát thành đất đó nó có thể được diễn ra trong vòng vài chục năm tới. Và áp dụng cái công thức như thế đó thì cái mảnh đất khô cằn tưởng chừng như là không có bất kỳ một tác dụng nào lại có thể tạo ra một cái môi trường và cái tiềm năng của sự sống. Tâm thức lạc quan và thái độ ứng xử tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được những lối thoát từ những cái bị bí hiểm.
Ý chí sắt đá sẽ giúp cho mình vượt qua được những gian truân và thử thách. Và nghịch cảnh đó, theo đạo Phật đó, nó lại có một cái giá trị đạo đức rất là lớn. Người ta khó thành công ở trong thuận duyên hơn là có được kết quả tốt ở trong nghịch cảnh. Ai trải qua nghịch cảnh nhiều chừng nào đó thì bản lĩnh, thái độ vô úy, tức là không sợ hãi, và những đức tính hùng vĩ khác đó dễ dàng có mặt lắm. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta huấn luyện thái độ chịu đựng bằng cách quan niệm rằng nhà cao thì gió lớn, thuyền to đó thì sóng to. Cái tính cách tỷ lệ thuận của nghịch cảnh đó, nó luôn diễn ra đối với những con người có chí nguyện lớn. Và do vậy trong đời sống đó, nếu phải trải qua các nghịch cảnh như thế đó, chúng ta xem nó là chuyện bình thường. Có những con người có thói quen của cảm xúc, mỗi khi đối đầu va chạm, sống chung với các nghịch cảnh đó, như là những cơn lốc trải qua trong cuộc đời của mình, cảm thấy khổ đau cùng cực lắm, như là bị sụp đổ. Là bởi vì cái khuynh hướng tâm lý đó có thói quen đó, là cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau diễn ra đối với bản thân chúng ta. Bản chất của các cái khó khăn đó, nó chỉ là một, nhưng người có bản lãnh thì xem nó là chuyện bình thường. Còn người sống nhiều với cảm xúc đó, hoặc là có thái độ của nước mắt cá sấu đó, thì thấy nó lớn lắm, và có tưởng chừng rằng là cả vũ trụ này đang sụp lở và đè lên cái thân phận nhỏ bé của mình. Rồi trong so sánh đối chiếu với tha nhân đó, mình lại cảm thấy rằng là nỗi đau của mình đó, nó gấp trăm, gấp hai trăm, gấp nghìn lần so với những người khác. Cho nên lòng cảm thấy mặc cảm với cái thân phận bèo dạt mây trôi, và do đó mình đánh mất hết tất cả những sự nỗ lực cần thiết nhất. Mà nhờ đó nó có thể giúp cho mình vượt qua được những khó khăn. Từ một sa mạc có thể được biến và nhân rộng trở thành một thành phố có sự sống, cho phép chúng ta có một niềm tin rằng là ở trong cuộc đời của mình đó, thỉnh thoảng có những cái giai đoạn 10 năm, 20 năm, 3 năm, 4 năm toàn là sa mạc không, bão táp, phong qua đi ngang qua cuộc đời của chúng ta trong giai đoạn đó, nó làm cho mình mỏi mệt, căng thẳng, đau nhói, buồn tủi, cô đơn, nhàm chán, thất vọng, và mình tưởng chừng như rằng là mình chịu không nổi. Nếu chỉ cần có thêm một cái nghịch cảnh tương tự nó đã từng diễn ra trong cái quãng đời như thế thêm một lần nữa, có lẽ là chúng ta ngã quỵ mất. Nhưng và rồi chúng ta thấy rằng là mọi việc đều sẽ phải trôi qua. Sau những cơn mưa trời lại sáng, sau những bóng đêm là ban ngày. Hướng về mặt trời thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với mặt trăng. Và cứ như thế đó, chúng ta sẽ vượt qua được một cách rất là nhẹ nhàng. Nói một cách khác là đừng để ý đến những trở ngại, thì trở ngại đó có mặt mà trở thành bình thường. Quan trọng quá các trở ngại đó thì trở ngại nhỏ trở thành lớn, và chúng ta có khuynh hướng nhân nó lên, từ một hạt cát trở thành một viên sỏi, từ một viên sỏi trở thành một viên đá, từ một viên đá trở thành một cái quả núi, từ một quả núi trở thành dải Trường Sơn, từ dải Trường Sơn trở thành dạng Lý Trường Thành. Cứ như thế được nhân rộng, được nhân lớn, được mở rộng, và như vậy nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc bắt đầu đó, nó tỷ lệ thuận theo, tức là nó tăng cường, làm lớn mạnh, làm cho mình khó chịu vô cùng. Tinh thần Phật pháp dạy chúng ta phải đối diện với nghịch cảnh, thay vì chạy trốn nó, đầu hàng nó, bỏ cuộc nó đó, chúng ta chỉ có được một cái phản ứng trấn an tạm thời thôi. Mình nghĩ rằng mình đã thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như là hình thái của một con rùa đó, rút cái đầu vào và tứ chi vào trong cái mui, cái mai của nó, nó có cảm giác rằng là không có chuyện gì trở ngại đang diễn ra xung quanh. Nhưng khi cái đầu nó thò ra, bốn chân nó đưa ra bên ngoài để bắt đầu đi từ cái bước chậm chạp, thì nỗi đe dọa đó vẫn còn và còn rất là thường trực. Do đó thay vì rút đầu và tứ chân vào bên trong, mình có cảm giác được chấn ngang đó, thì đạo Phật dạy mình hãy đối diện. Nhưng đối diện là một nghệ thuật,
Có nhiều người đối diện với những cái mơ tưởng rằng là mình sẽ được may mắn. Mặc dù có mặt tại ngôi chùa đây lần thứ hai, nhưng sáng hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đến đây bằng con đường máy bay. Và khi bước xuống đi trên những bước chân đi đầu tiên vào Terminal 1, và giữa cái đoạn nói Terminal 1 và Terminal 2 đó, thì chúng tôi thấy có rất nhiều cái slot machine để cho ta chơi bài. Liếc mắt nhìn chút xíu thì thấy có nhiều trò chơi lắm, có lẽ cũng khá hấp dẫn, và người ta hoan hô reo hò. Cái cảnh tượng như thế này lần đầu tiên chúng tôi gặp và chưa từng thấy ở trong bất kỳ một cái phi trường nào cả. Đường xuống cái chỗ lấy hành lý thì chúng tôi cũng thấy cũng có những cái slot machine như thế, và nhìn vào nó cũng giống giống như bên trên. Nó có những cái trò chơi mà chúng tôi thấy có ba con số 7. Đó là trò chơi rất là hấp dẫn. Và nhiều người khi đến Las Vegas này luôn luôn có một cái thói quen suy nghĩ rằng là mình đối diện với những nghịch cảnh nghèo khó của mình bằng cái máy, và mong cho cái vận may của mình đã đến thì cái nghiệp nghèo, cái nghịch cảnh khó khăn sẽ được vượt qua. Khoảng 10 ngày trước đó, vào ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 đó, quý vị nhớ đó là ngày gì không? Đó là ngày hôn nhân thế kỷ 21. Đây là cái ngày mà cứ mỗi 100 năm nó có một lần thôi. Mà nếu chúng ta dùng toán học để tính đó, thì nó sẽ có được ba con số 7. 7 tây tức là số 7, tháng 7 là số 7 thứ hai, 2007 là con số 7 thứ ba. Và họ hy vọng rằng là khi mà đính hôn trong cái ngày đó đó, cái cơ hội bị ly dị hay là cái hoàn cảnh xấu dẫn đến ly dị nó không có. Cho nên người ta đã đăng ký các hội trường nơi mà tổ chức các lễ cưới đó, có người trước cả một năm, để chọn lấy cái ngày may mắn. Và ở trên cái tổ chức gọi là xe duyên, TheKnot.com, có đưa ra một cái thống kê vào ngày đó có 65.000 cặp nam nữ đã đính hôn với nhau tại đất nước Hoa Kỳ. Đây là cái con số đính hôn tập thể lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại. Ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đó cũng có những cái lễ đính hôn 5.000 người, 7.000 người, 1.000 người, vài trăm ngàn, vài trăm người. Và đó là một cái hoạt động đồng loạt vì nghĩ rằng là mình sẽ đối diện với cái khó khăn, sợ bị cô đơn, sợ ở độc thân, cho nên phải cố gắng mà kết hôn ở trong cái ngày này để giải quyết được cái khó khăn trong cuộc sống. Đối với những game thủ đó, đến Las Vegas này tìm những trò chơi và hấp dẫn nhất là ba con số 7, và nhất là vào ngay cái ngày 7 tháng 7 2007 đó, thì họ có một cái niềm hy vọng rất là lớn rằng mình sẽ đổi đời. Nhưng đối diện nghịch cảnh bằng cách thức mơ màng và những cái khát vọng chỉ đơn thuần là những ước mơ không đó, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó sẽ có cơ hội trở thành bác thần bằng, tổ sư thần bằng, ông cố thần bằng. Hai năm trước đó, chúng tôi được Thanh và một số Phật tử tại đây dẫn đến các sòng bạc lớn nhất ở Las Vegas sau khi giảng xong đó, để biết qua cái sinh hoạt đó tại cái vùng hấp dẫn nhất thế giới này, thì thấy một số người ngồi cái đầu rầu rĩ râu ri, mà do là phụ nữ mà mình thấy râu cũng muốn rậm rạp rồi. Còn những người nam đó là thấy mở mắt không nổi, có người thì hớn hở vỗ tay hoan hô rồi vui vẻ hân hoan, mình biết là người đó mới vừa trúng số hoặc là trúng bài thì trú như may mắn. Nhưng chúng ta biết rằng là trong các cái cuộc chơi của may mắn đỏ đen này đó, tất cả đều là những người thua. Người có tiền nhiều thì thua sau, người có tiền ít thì thua trước. Còn chủ của sòng bài đó mới là thắng, bởi vì cái quy luật của
trò chơi này đó nó dựa theo cái random, cứ khoảng bao nhiêu số đó thì nó sẽ có được một cái trúng. Người ta đã đồng đo tính đếm bằng điện tử hết rồi, mình là dấu ít vô và chiêu đầu chúng mừng quá, nhử mình để lòng tham trỗi dậy, rồi sau đó hốt lại từ từ, rồi luôn cả cái nhà, luôn cả gia tài, luôn cả sự nghiệp. Và khi tiền mất rồi đó thì tình yêu cũng cất cánh bay cao. Nhiều ông chồng đến đây đó với niềm hân hoan hạnh phúc rằng là mình sẽ có được một ngôi nhà giàu hơn, sang hơn để nuôi vợ nuôi con, giúp đỡ cho bà con thân quyến ở quê hương của mình, tới đây về trắng tay, và đính kèm theo một cái nỗi đau rất là lớn, đó là nỗi đau của một người mơ màng chiêm bao mà không sống ở trong hiện thực. Đối diện với nghịch cảnh với một cái mơ ước và giải quyết cái mơ ước bằng cái trò hên xui may rủi đó thì chắc chắn rằng nó không giải quyết được vấn đề. Đạo Phật dạy chúng ta đối diện như là một thái độ không sợ hãi, nhìn thấy được những cái trở ngại, những chướng duyên, những nghịch cảnh nó diễn ra đối với mình, người thân, gia đình, xã hội trong một cái biến cố nhất định nào đó đó, cần phải chịu đựng để vượt qua. Để làm được điều đó đó là chúng ta cần phải làm lại từ đầu. Dầu cho trong quá khứ mình rất thành công, có gia tài sự nghiệp, và trong một cái biến cố nào đó đó mình trở thành tay trắng, tiếc nuối về cái gia tài sự nghiệp đã từng có trong quá khứ đó sẽ làm cho mình không có đủ bản lĩnh để đứng dậy ở trong hiện tại. Còn những người nào làm lại cuộc đời đó từ những cái nỗ lực cái hiện tại mà trong quá khứ không có gì hết đó, thì họ sẽ làm rất là nhiều vì không có gì để sợ bị mất. Cho nên cái mức độ thành công đó sẽ cao hơn rất nhiều lần những người sống ký ức và nhớ tưởng về những gì đã qua. Chính vì vậy mà trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta đó là đừng có nuối kéo quá khứ, chặt đứt quá khứ đi. Nỗ lực 100% ở hiện tại thì vận mệnh của mình sẽ được thay đổi thôi. Quá khứ người nào giàu sang phú quý nhiều đó, trong một biến cố nghịch cảnh của xã hội, của thời cuộc, của chính trị, của chiến tranh đó, thì cái đó khó có thể đứng dậy được lắm. Bắt đầu nỗi khổ niềm đau như là quyền rủa, trách trời, than phận sẽ làm cho cái hận thù ngày càng được nối kết chồng chất, giống như những cái lớp calcium cứ mỗi một cái giờ khắc trôi qua nó sẽ đóng lên thành một lớp, và cứ 10 năm, 20 năm trong cuộc đời thì cái lớp của cái thành kiến và những cái hành vi tự hào về quá khứ đó sẽ làm cho người đó nó quên mất đi hiện tại. Và thay vì thay đổi lực cuộc đời thì người đó buồn, chán, cô đơn, thất vọng, khổ đau cùng cực. Biến cố trong cuộc đời được nhà Phật lý giải như là một trong những cách thức để chúng ta thấy rõ và trải nghiệm về bản chất của vô thường đến với cuộc đời này một cách rất là khách quan và hoàn toàn không lệ thuộc vào ý muốn chủ quan của chúng ta. Không ai có thể đong đo tính đếm trước một cách chuẩn xác rằng là trong tương lai mình sẽ như thế nào. Đời sống, hoàn cảnh, điều kiện, mọi thứ đó nó có thể ngoài sự dự tính, ngay cả các nhà khoa học, các nhà bác học đều phải chào thua thôi. Ví dụ nào giờ ai có ngờ rằng là Việt Nam bị động đất đó. Mấy năm trở lại đây đó, Điện Biên Phủ bị động đất, Sài Gòn cũng bị động đất, với độ địa chấn là 6 Richter, con số đó đâu phải là nhỏ. Mấy ngàn năm qua không hề có mà bây giờ có. Các biến đổi do người ta sản xuất các loại bom hạt nhân nguyên tử, thử chúng ở dưới lòng biển, thử chúng ở trên các sa mạc đó, nó làm ảnh hưởng đến bản chất của cái hành tinh mà chúng ta đang sống. Và các sự thay đổi đột biến đó nó có thể diễn ra một cách theo quy luật nhân quả tự nhiên ở trong bản thân của chúng mà con người không thể biết hết trước được. Nhờ có cái kiến thức khoa học đó, chúng ta mới hiểu rõ hơn rất là nhiều và chuẩn xác hơn cái tiến trình của vô thường nó đến với mình. Cho nên thay vì đó nhìn thấy những thay đổi như là những nghịch cảnh diễn ra, than phiền,
buồn đau, thất vọng đó, thì đạo Phật dạy chúng ta rằng đó như là một bài học của vô thường. Sóng thần đã mang đi cái chết của vài chục ngàn người, sự tan nát nhà cửa, các công trình đã được xây dựng biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt đã bị cuốn đi ở trong cho vài phút do cơn thịnh nộ của sóng nước gây ra thôi. Sanh ly tử biệt, kẻ sống người còn, âm dương xe cách. Mà bây giờ là mỗi khi nhớ lại đó, chúng ta cảm thấy kinh hoàng, và nhất là xem lại những cái thước phim ở trên cái màn ảnh nhỏ đó, lòng chúng ta đau quặn thắt, những giọt nước mắt bắt đầu trào dâng. Dầu ở trong số những người bất hạnh đó không có ai là người thân, người thương của mình, nhưng mình nhìn thấy cái cảnh vô thường tan tóc như thế là lòng chúng ta xe thắt, đau xót vô cùng. Một số tôn giáo tin theo học thuyết sáng thế đó, như là Do Thái, Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Anh Giáo, có cùng gốc gác của Nhất Thần từ Do Thái giáo, cho rằng là khi nạn đại hồng thủy có mặt đó, thì Chúa sẽ chuẩn bị có mặt. Bởi vì trước khi tạo dựng lại cái đời sống mới đó, thì Chúa sẽ trừng phạt và làm cho tất cả mọi thứ trên hành tinh này do Chúa dựng lên đó, nó trở về với cát bụi hư hết hoàn toàn. Rồi Chúa mới có mặt, và đó là cách thị uy để cho chúng ta sợ Thượng Đế, sợ Thiên Chúa mà sống theo những gì đã được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Nếu sự ra đời hay là tái xuất hiện của Chúa mà nó kéo theo một cái nạn đại hồng thủy như được mô tả trong Kinh Thánh Cựu Ước đó, là một sự thật đó, thì sự có mặt của Chúa là một điều đáng nguyền rủa, chứ không phải là một điều đáng chúng ta ca ngợi hay trân trọng nó, vì nó mang theo biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau. Trên thực tế thì đạo Phật cho chúng ta thấy, và khoa học cũng chứng minh điều đó, không hề có Thượng Đế, không hề có người đã tạo dựng ra vũ trụ sơn hà này, mà sự có mặt của nó đó là một cái tiến trình rất là tự nhiên, rất là nhân quả, do nhiều điều kiện, do nhiều yếu tố tác động đa chiều với nhau mà hình thành. Rồi có những cái sự chấn động ở dưới lòng đất đó, nó tạo ra những thay đổi của địa cầu, dẫn đến cái vùng địa chấn ngay vùng nước tạo ra sóng thần, mang lại cái chết cho rất nhiều người vô tội. Cho nên quyền rủa Thượng Đế trong tình huống này cũng là một điều sai, vì Thượng Đế đâu có làm điều đó, Thượng Đế cũng chưa từng có mặt. Nhưng Kinh Thánh cho rằng Thượng Đế có mặt, Thượng Đế tạo ra những thứ này để thị uy đối với con người. Bản chất của những cái điều như thế đó được Đạo Phật lý giải như là một nghịch cảnh, và nhờ nhìn thấy được nghịch cảnh bằng tuệ giác đó, chúng ta biết rõ được cái nguyên lý vô thường đến với bản thân mình, với người thân, với gia đình, với những người dưng nước lã, với toàn thể nhân loại, với các loại hình thủy tộc, cơm cua cá vân vân ở dưới lòng nước, nó cũng chết như rạ, như chính con người chết. Mỗi một cuộc thịnh nộ trong cuộc đời do thiên tai tạo ra đó, nó là một nghịch cảnh. Quán chiếu thì chúng ta sẽ hiểu thấu đáo về nghịch cảnh này. Nó cũng đều liên hệ đến duyên, nghiệp và quả ở phương diện này hay là phương diện khác. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ trong cái đợt sóng thần đó, có một bé gái khoảng chừng 3 tuổi thôi, rồi bồng bềnh ở trên mặt nước cả mấy ngày mà không chết, trong khi cha, mẹ, anh em của bé gái này đã chết, mọi người đã chết mà cô ta còn sống. Ở trong các cái cộng nghiệp chung lại có những cái biệt nghiệp do cái phước quả của người đó nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng, cho nên thay vì trong cái nghịch cảnh lớn đó người ta bỏ mạng, thì người này sống nhăn răng bình thường thôi. Ngược lại cũng có nhiều người trong nghịch cảnh tự tử 5 lần 7 lượt, thậm chí 20-30 lần, uống thuốc tự tử cũng có, treo cổ cũng có, lủi đầu ra ngoài cái đường rầy xe lửa cũng có, hoặc là băng ngang con đường để cho xe tông vào cũng có, ấy thế mà không chết. Muốn chết nhiều là mà chết không được. Mà có nhiều người là muốn bảo hộ sự sống, rồi bảo hiểm đủ cách, thậm chí là có thể bay tới những cái nước như là Trung Quốc, Triều Tiên để giải phẫu thay tim, thay gan, thay thận,
hay những cái chi phần đã ngưng hoạt động đó, bằng một số tiền vài chục ngàn đô, vài trăm ngàn đô, để hy vọng có được một đời sống mới. Ấy thế mà họ vẫn không trôi qua được. Do đó đó, các nghịch cảnh diễn ra trong cuộc đời đối với mình, đối với người thân, phải xem như là cái sự biểu hiện của nguyên lý vô thường. Và hiểu được điều đó đó, chúng ta có được một thái độ chuẩn bị rất là sẵn sàng, tâm thật sự bình an, không sợ hãi gì hết á, mà nhờ đó mình sống được hạnh phúc. Còn thái độ tiêu cực, sợ hãi, nó làm cho mình mất đi các giá trị trong cuộc đời. Mà mỗi một nỗi khổ, niềm đau với những cái cơn lốc đi ngang qua trong cuộc đời, nó làm cho mình để lại một cái ấn tượng khó quên lắm. Và chính điều đó nó đánh mất hạnh phúc. Chứ bản chất của cái nghịch cảnh nó không có nhất thiết là làm cho mình mất hạnh phúc. Nếu nó có, nó có trong một giai đoạn đó. Động đất chỉ vài giây, sóng thần cũng vài giây thôi, mà nó để lại cái hậu quả vài chục năm, có nhiều nơi vài trăm năm. Do đó phải làm lại từ đầu, thay vì ngồi khóc, quyền rủa, than trách, gào thét với cuộc đời, đấm ngực, bứt tóc, giày vò, lương tâm cắn rứt, thì chúng ta hãy làm mới. Làm mới bằng những nỗ lực ở hiện tại với chiều hướng tích cực đó, thì trước sau gì cái nghịch cảnh đó cũng được trôi qua. Đây là cái tinh thần không sợ hãi và một cái bản lĩnh chịu đựng với một thái độ rất sáng suốt để vượt qua những gì càng phải vượt qua. Tức là sống một cách thoải mái thông dong trong cuộc đời, để mỗi khi nó có những điều chướng tai gây mắc đến với mình không có bận tâm lắm. Nó có như là một thực tại, rồi nó phải vượt qua như là một sự kiện ở trong cuộc đời của mình. Tinh thần nhà Phật là không dạy mình giữ lại nó, bởi vì giữ nỗi khổ niềm đau là biến mình trở thành nạn nhân đó. Vẫy tay chào với nỗi đau, đừng nhớ về nó, thì mình mới có đủ bản lĩnh, đủ tâm huyết, đủ công sức để đầu tư trọn vẹn trong đời sống hiện tại này. Và toàn thể hạnh phúc mà con người có là hiện tại chứ không phải quá khứ. Quá khứ nó chỉ tạo ra một cái ảo giác thôi về những cái điều mơ ước mà mình đã từng như thế này thế kia, nhưng bây giờ nó không còn nữa. Nghịch cảnh thứ hai là không có người đồng hành. Mặc dầu phần lớn những người tại gia, dù theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, có vợ, có chồng, có con cái, có người thân, nhưng đôi lúc chúng ta không may mắn sống trong một cái hoàn cảnh mà vợ lẫn chồng đó ngủ trên một cái giường, ăn cơm chung một cái mâm, ở nhà chung một cái mái nhà, dìu dắt có với nhau mấy chục năm trời, ấy thế mà vẫn đồng sàng dĩ mộng. Tâm thức hai người khác nhau vì cá tánh, về đời sống đạo đức, về nhận thức, về thói quen, về phong tục tập quán, về quan niệm, về thái độ, về cách ứng xử. Và mỗi khi thể hiện sự khác biệt đó đó, thì người bên cạnh chúng ta có cảm giác rằng là mình đang bị tấn vào trong cơ thể của mình một cái giáo, một cái mát, một cái lưỡi dao, một cái dây cảm gai, một quả lưu đạn. Nó dày vò đi đọt cảm xúc, đi đọt thân tâm của mình. Hằng ngày hằng giờ mình cảm thấy bế tắc, khổ đau cùng cực lắm. Trong xã hội của Hoa Kỳ và các quốc gia tiên tiến về kinh tế đó, đã, đang và còn trải qua cái khủng hoảng về quan hệ con người. Khi tự do cá nhân được xem như là đích điểm hướng đến, đã đạt được ở mức độ cao nhất đó, thì sự khủng hoảng quan hệ con người là điều khó có thể tránh khỏi lắm. Tự do cá nhân buộc cho con người sống đó, an phận ở trong ngôi nhà của mình. Đèn này lấy tỏ, công làng sớm ở chung, ở cái cạnh 30 năm, 40 năm, 50 năm, thậm chí cả cuộc đời, mình không biết ông ta tên là gì, bà ta họ là gì.
và thậm chí là nó có những cái báo động về trộm hay là báo động về cái gì đó ở cái bên mình cũng không dám qua, sợ vì hệ luật pháp, cái quan niệm dân hóa, cái phong tục tập quán ở tại đây nó không buộc chúng ta phải làm điều đó, và nó yêu cầu chúng ta hãy tránh sự đó, chỉ báo cảnh sát để cảnh sát tới giải quyết thôi, chứ mình không có đi qua vì vậy sự sợ và vả lây. Và từ cái bối cảnh dân hóa cách sống như thế đó thì cái tình làng này sớm dần dần bị mất đi. Trong một gia đình vợ và chồng sống với nhau mà nếu không có con đó thì chỉ có hai người trong một thế giới. Ngày xưa Việt Nam có những cái mơ tưởng là một túp liều tranh có hai quả tim vàng thì đó là cả bầu trời của hạnh phúc, tại vì tình yêu nó được thể hiện trọn vẹn, hai người nhảy cùng một nhịp đập của con tim, của nhận thức, của tình yêu, của đời sống, của hiểu biết, của tôn trọng, của hỷ xả, của tha thứ lẫn nhau, và toàn bộ giá trị của cuộc đời theo đó mà có. Một cái cuộc tình được gọi là lý tưởng như vậy đó, nó sẽ hiếm khi nào có lắm, mà nếu nó có thì nó không có tồn tại lâu dài, vì yếu tố kinh tế, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, là mối liên hệ thân tộc của bên trai của bên gái, nó làm cho cái quan hệ vợ chồng như là một khế ước hôn nhân xã hội đó, nó không có đơn thuần chỉ là cái quả tim vàng ở phương diện này hay phương diện khác, mà nó còn có nhiều cái khác để được đồng đo tính điểm, phân định, chọn lựa, ứng xử. Và do đó đó, các sự khác biệt có thể được nhân rộng. Hai người sống ở trong một căn nhà nhưng mà cái cảm giác bị ngột ngạt á, thì không được người khác hiểu đó, nó có thể trưởng thành làm cho ta đang sống trong một trạng thái rất là cô đơn, rất là buồn và rất là thất vọng. Mỗi một cái căn nhà ở tại Hoa Kỳ và thế giới phương Tây đó, nó gồm có nhiều phòng. Nỗi buồn, niềm đau đó, nó sẽ làm cho mình không muốn đối diện với cái người mình thương, người mình thân bị bế tắc. Và mình có khuynh hướng là vào trong phòng, ở một mình thôi. Dán con mắt mình vào cái tivi, dán cái lỗ tai vào trong một cái đài radio, hay là các trò chơi, vân vân, để cho mình tìm quên ở trong một giai đoạn nhất định nào đó, và mình có cảm giác chấn an rằng là cái nỗi đau đó đang không có mặt, mình được quên đi tạm thời trong một cái thời gian nhất định nào đó. Và nếu như không đối diện để giải quyết nó tận gốc rễ đó thì nỗi đau đó nó vẫn trỗi dậy khi mà chúng ta đối diện với người thân và người thương vốn có những cái gút mắt với những cái khó khăn. Cho nên thay vì trốn giam nhốt mình ở trong một căn phòng để tìm mình một cái thế giới riêng đó, thì đạo Phật dạy chúng ta là nói với nhau. Và thái độ tâm lý này rất là hay, nó cũng giúp cho mình tránh được cái tình trạng là nói về nhau. Trong cái tình huống nói về nhau đó thì mình là đại từ nhân sư ngôi thứ nhất, tìm kiếm một người nào đó, có thể là người thân chứ không phải là người thương, để mình chia sẻ, giải bày tâm sự, ngồi lê đôi mắt, vân vân. Và nhờ mình chia sẻ như vậy, mình có cảm giác là mình là phóng thích ra được cái nỗi đau ra bên ngoài. Cho nên mình đã nói cho cái người khác thay vì nói cho chính cái người đang có những cái gút mắt với mình. Và cái người thân, người thương sống trong gia đình của mình trở thành người thứ ba, đối tượng thứ ba. Khi người đó được nghe một cách lởm bởm do người khác tường thuật, thêm mắm, thêm muối, vân vân, cách này hay cách khác đó, thì cái mâu thuẫn, cái gút mắt đó nó sẽ căng thẳng hơn, cái khó khăn nó sẽ diễn ra lớn hơn, nhiều hơn, cái bế tắc đó, trong tình huống này nó sẽ làm cho hai người ngột ngạt hơn. Mà ở đây đi tìm một người để mà chia sẻ không phải là dễ. Nhà ai cũng ở xa nhau, đến nhà của nhau phải mất vài chục phút, muốn đến phải gọi điện thoại trước, hẹn trước. Cho nên nói về nhau đó, tức là nói về một cái người vắng mặt, không phải là giải pháp. Mà nói với nhau, tức là ngồi đối diện, ngồi trong tình thân, ngồi trong hiểu biết, ngồi trong cảm thông. Và chúng ta phải chuẩn bị một thái độ sẵn sàng rộng lượng, tha thứ, bao dung, để bỏ qua cái lỗi của người kia, để người kia đó cảm nhận được sự rộng lượng bao dung này đó mà họ quay đầu.
Nhưng cũng có những tình huống đó là cái người đó cố tình, hoặc là cái cá tính người đó nó có nhiều cái điều bất cập, cho nên trước sự rộng lượng, tha thứ, bao dung đó vẫn không làm cho người đó hồi đầu được. Thì trong tình huống đó, sự ly thân dẫn đến ly dị là điều khó có thể tránh khỏi được lắm. Điều mà chúng ta muốn chia sẻ là trong những cái nỗ lực để giúp cho người khác quay đầu đó, nó có một cái giá trị trị liệu rất là lớn. Cái tính cách rộng lượng, độ lượng, bao dung của chúng ta sẽ làm cho người kia cảm thấy rằng mình có lỗi, và họ sẽ nỗ lực thay đổi cái lỗi của mình. Và nhờ đó đó, HIO, khí oxy, chất liệu của đời sống đó, có mặt ở trong mối quan hệ tình người. Mà không có cái bế tắc này không được giải quyết đó, nó dẫn đến sự ly dị, và nhiều người bế tắc hơn nữa, dẫn đến sự tự tử. Các thống kê xã hội học về hôn nhân và gia đình ở phương Tây cho chúng ta biết đó là các thành phố phát triển về kinh tế lớn nhất thế giới đó lại có cái tỷ lệ tự tử cao nhất. Các nhà triệu phú, các nhà tỷ phú, những người thành công trong các lĩnh vực mà tự tử là nhiều hơn là những người thất nghiệp. Bởi vì cái bế tắc lớn quá, họ đã đối diện đến cái điểm trần nhà của hạnh phúc về vật chất, nhà cao cửa rộng, phương tiện, điều kiện, không có gì là không có đó. Nhưng trong tình yêu, trong hôn nhân, trong tình thân, trong mối quan hệ đó, họ bị bế tắc mà tháo gỡ không được. Cái nền văn hóa của cái thế giới tự do này nó cao quá, ở chỗ là nó bao bọc cho cái tôi được trưởng thành, và cái tôi đó dễ bị xúc phạm, dễ bị thương tổn, dễ bị va chạm, dễ bị căng thẳng, dễ bị thách đố đó. Cho nên nhìn văn hóa của phương Tây làm cho cái tôi đó nó lớn mạnh rất là nhiều. Và theo đạo Phật đó, khi cái tôi đó lớn mạnh trong con người thì hạnh phúc bị mất. Đối diện trước nỗi khổ niềm đau, khi mà mình không có tìm được cái người đồng hành ở trong đời sống sinh hoạt đó, thì người ta có khuynh hướng tìm đến cái chết, và nghĩ rằng là cái chết chính là hạnh phúc cuối cùng. Nhiều người tự tử khi được hoàn hồn trở lại sau một sự cứu giúp của người thân, hay là tình cờ từ một người dân đó, cho biết rằng là trong cái nỗi đau cùng cực đó, họ có một cái dòng cảm xúc lăn lăn, nhẹ nhàng lắm. Nếu người đó chọn lấy cái chết là sông nước đó, thì họ nhìn thấy ở bên kia sông đó có một đàn tiên nữ rất là đẹp, hấp dẫn lắm, vẫy tay mời gọi, và chàng thanh niên này đã nhẹ dạ đi theo. Nàng tiên đó nói rằng là bên đây là cả thế giới của hạnh phúc, hãy qua đây, chúng ta sẽ sống và sống hạnh phúc bên nhau. Và chàng tiếp tục đi rồi cuối cùng lao xuống sông mà chết. Hoặc là có người mơ tưởng rằng là ông bà tổ tiên mình đang bên kia, đang vui, đang hạnh phúc, đang đầm thắm, đang yêu thương, đang che đỡ cho nhau. Cái sự thiếu thốn ở trong dòng cảm xúc sẽ tạo ra một cái ảo giác xuất hiện, và làm cho người này có cảm giác rằng là bây giờ mình phải bay qua bên kia, lội qua sông để mình đạt được cái hạnh phúc đó, vì ở trong nhà của mình không có hạnh phúc. Cho nên lao tới phía trước cái chết làm cho họ bị chìm dưới lòng nước. Còn những người tự tử trên lầu hay đứng ở trên núi nhảy xuống vực sâu đó, là nghĩ rằng là người thân, người thương mình ở dưới cái vực hay là dưới mặt đất đó, cái ảo giác làm cho họ phải làm như vậy. Hoặc là nó có nhiều cái ảo giác khác nữa. Thiếu người đồng hành là một cái nghịch cảnh rất lớn, nó làm cho mình cảm thấy ngột ngạt khó thở lắm. Và khi bị ngột ngạt quá đó, thì một số người đàn ông đã tìm rượu để quên sầu, tìm bài bạc để quên đi nỗi đau, tìm những trò chơi đó dứt thề, nghĩ rằng là mình khi trở về lại nhà đó, mọi thứ nó sẽ được giải quyết. Nhưng không ngờ là khi lao đầu vào trong các cái trò chơi thiếu phương hướng, thì cái cơn nghiện đó nó bắt đầu được phát sanh. Rồi về nhà đó, gặp cái cảnh bế tắc đó ngày càng lớn, ngày càng gia tăng đó, người này không có cảm giác thấy rằng đây là cái ngôi nhà của mình, vì nó không có hạnh phúc. Từ đó nó trở thành những người lưu lỏng, cái hư và tật xấu bắt đầu ngày càng phát sanh. Tại Phật dạy là khi mình đối diện với cái tình cảnh thiếu người đồng hành đó,
Tiểu tố đầu tiên để giúp cho mình vượt qua là đừng bao giờ có cảm giác rằng mình bị đơn độc. Vì cái trạng thái tâm lý nghĩ rằng mình bị đơn độc đó, nó làm cho mình khổ đau cùng cực lắm. Mình cứ nghĩ rằng là cái khó khăn này sẽ được vượt qua, mình sẽ giải quyết cái bế tắc với người đó, giải quyết ở trong sự hiểu biết, ở trong sự rộng lượng tha thứ lẫn nhau. Nhờ không có cảm giác bị đơn độc đó thì trạng thái bị buồn chán không có. Buồn chán và đơn độc là hai yếu tố tâm lý rất nguy hiểm, làm cho mình không muốn ở trong nhà, đi đây đi đó, giờ thưởng ngoạn du lịch một mình thôi, rồi ngâm đầu mình ở trong cái đơn độc như thế. Mình tưởng là mình được thoải mái mà không ngờ nó căng thẳng hơn, mỏi mệt hơn. Có người thì nghe các cái nhạc buồn, nhạc thất tình, nhạc đau, nhạc rên, nhạc vàng, rồi tưởng rằng là mình quên đi được, nhưng mà không ngờ rằng là cái đó nó gợi lên ở trong tiềm thức của mình hàng trăm ngàn nỗi nhớ, hàng trăm ngàn nỗi đau. Và các nỗi đau, nỗi nhớ trong sự cô đơn, buồn chán, thất vọng đó ngày càng gia tăng, làm cho mình khổ đau cùng cực. Nên là trong khổ đau cùng cực đó của sự đơn độc và thiếu người đồng hành, đừng bao giờ nghe những nhạc buồn. Đạo Phật dạy qua kinh Di Đà, và khi nãy quý vị có dịp đọc tụng đó, nghe tiếng gió thổi, chim reo, suối chảy, mây bay đều là các pháp âm vi diệu dị màu. Diễn thuyết các pháp âm vi diệu như là tứ diệu đế, bát chánh đạo, thất bộ đề phần, ngũ căn, ngũ lực, lục độ, vân vân, nhiều giá trị tâm linh khác, để giờ đó mình nương vào quán tưởng thực tập để vượt qua nỗi đau. Như vậy là trong cái sự đơn độc mà thiếu người đồng hành đó, đừng để cho tâm mình bám víu vào sự đơn độc đó như một nỗi ám ảnh, mà hãy tìm một cái gì đó tích cực hơn thay thế vào. Cái đối tượng thay thế đó nó giống như một cây đinh. Ví dụ đây là một cây đinh, nó có cái độ dày tương đối khoảng như là 1,5 cm, chiều dài khoảng chừng một tấc. Chúng ta niêm vào một cái ghế đang bị khập khiễng với cái độ nghiêng cũng bằng cái độ dày này, thì cái sự khập khiễng của cái ghế đó sẽ được bình, và do đó nó không còn bị rung chuyển nữa. Thì mỗi một cái nỗi cô đơn buồn chán đó là một cái cách thế làm cho bốn chân đứng của cái con người về phương diện cảm xúc, nhận thức, sinh hoạt của đời sống đó, nó bị nghiêng vào một phía nào đó. Chim nó vào thì cái độ nghiêng nó không còn, thì cái độ bằng thẳng như thế nó mới làm cho mình có được hạnh phúc. Cho nên đang buồn thì phải nghe nhạc vui, nhạc hân hoan. Và rất may mắn ngày nay đó, Đạo Phật đã có rất nhiều bài nhạc như vậy, hàng ngàn bài nhạc với hàng trăm loại đĩa CD về tăng nhạc Phật giáo, cổ nhạc Phật giáo, ngâm thơ, loại hình, nội dung, chủ đề đa dạng phong phú, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có. Trên các website có đầy đủ những thứ này. Cho nên thay vì mình giam nhốt mình ở trong một trạng thái cô đơn thì trạng thái cô đơn tăng gấp đôi, thì mình tìm kiếm những cái giá trị vui để cho tâm mình được hân hoan. Và tích cực hơn nữa, Đạo Phật dạy chúng ta hít thở thật sâu, thở vào thật sâu, thở ra thật sâu, ý thức rõ là hơi thở đang đi ra. Và lúc đó mình quán tưởng như thế này: tất cả những nỗi đau, nỗi buồn, nỗi chán, thất vọng, nó sẽ được đi ra khỏi cơ thể và cảm xúc của mình, giống như là cái luồng trực khí đó được tống khứ ra bên ngoài. Nhờ đó đó là thân với các cơ bắp được thư giãn, và tâm đó với các hoạt động của các neuron thần kinh đó được thư giãn. Rồi khi mình hít vào một cái hơi thở thật là dài, nhẹ nhàng, thư thái đó, thì mình quan niệm như thế này rằng là mình nạp vào các cái dưỡng chất, nạp vào khí oxy, nạp vào sức khỏe, nạp vào niềm vui, nạp vào sự hân hoan, nạp vào các giá trị tích cực. Và do đó là cái tâm của chúng ta đó, nó đã có được một cái niềm chim vào rồi, nỗi buồn niềm đau nó tự động nó mất đi. Còn ai mà không nhớ tới cái phương pháp thực tập đơn giản như thế này đó, thì họ sẽ lấy cái nỗi buồn làm con niềm, mà nó giữ lại ghi chặt trong tâm, thì nỗi đau đó ngày càng gia tăng, ngày càng lớn. Phản ứng trước nỗi đau một cách vội vã đó sẽ dẫn đến trạng thái sân hận, giận dữ, đập bàn, xô ghế, quát tháo, phỉ nhổ, hay là
câm lặng, đai nghiến trong tâm, thù hằn dằn vặt, trong nhiều trạng thái tâm lý khác nữa, thì đó không phải là giải pháp. Cho nên trong tình huống thiếu người đồng hành đó, thì mình phải hiểu coi cái bế tắc của cái người đồng hành của mình không chịu đồng hành với mình đó là nằm ở chỗ nào. Điều chỉnh lại cái bế tắc đó thì tính cách đồng hành nó sẽ trở ngay bắt đầu, và do đó chúng ta có thể làm mới lại các mối quan hệ. Còn không chịu nhìn thấy những điều đó, cảm thông những điều đó, mà chỉ có trách cứ lỗi và phải, đúng và sai, lý luận với nhau thế này thế kia, nó không đi tới đâu hết. Trong mối quan hệ mà dùng lý trí nhau nhiều chừng nào thì cái bế tắc căng thẳng nó diễn ra chừng đó. Cho nên lúc đó chỉ còn dùng tình cảm, dùng hiểu biết, dùng tha thứ, dùng độ lượng, dùng cảm thông đó, thì chúng ta mới có thể vượt qua và giúp cho người kia có thể làm mới chính nó. Đối diện với cái sự bí lối và bế tắc đó, chúng ta cần phải nhìn lại bản thân mình, không biết là mình có làm cái điều gì để dẫn đến cái này hay không. Suy nghĩ hai chiều, lý giải hai chiều, chiều của mình và chiều của người khác, để làm cho chúng ta thấy rõ được vấn đề và tháo gỡ được cái gút mắt. Cái nỗ lực tháo gỡ đó, đầu tiên nó phải đi từ bản thân mình. Còn người kia có chấp nhận tháo mở hay không, nó là quyền của họ, đó là quyền tự do. Và ít nhất là chúng ta tháo gỡ được một phía của mình đó, thì cái phía kia nó không còn là cái gút nữa. Thì trước sau gì cái bế tắc đó nó cũng được tháo mở. Để có được cái người đồng hành đó, thì chúng ta đừng có thần tượng hóa con người. Thần tượng hóa nó làm cho mình nó đặt ra trong đầu của mình các tiêu chí. Chồng tôi phải có điều kiện ABCD, vợ tôi phải có những cái tiêu chí ABCD, con cái, người thân, bạn bè, công việc, điều kiện xã hội, môi trường gia đình phải thế này thế nọ. Càng đặt ra nhiều tiêu chí nhiều chừng nào đó, thì cái bế tắc nó có với mình tỷ lệ thuận chừng đó. Chúng ta nhìn cuộc đời bằng một thái độ rất là tương đối, rằng là mọi thứ nó diễn ra nó theo nhân, theo duyên, và do đó nó tạo ra cái quả tương ứng với cái nhân và cái duyên, tức là hạt giống và điều kiện. Và do đó là mình không có cái thái độ xét nét. Chúng ta có thử quan sát vào các con sông, các con lạch đó. Sông nào trong vắt và sạch nhiều chừng nào thì không có cá chừng đó. Đây là cái chân lý muôn đời nó là như vậy. Tuần trước đó, chúng tôi ở Chicago và Wisconsin quan sát cái một trong ngũ đại hồ lớn nhất của Hoa Kỳ và thế giới. Chúng tôi thấy rất rõ nước đây trong vắt, và chắc chắn 100% là cái số lượng cá ở trong những hồ to nước ngọt trong vắt như thế sao không có nhiều. Vì cá sẽ dễ dàng bị phát hiện và chúng có thể trở thành mồi ngon của những người đi câu, như là một niềm vui. Ở Việt Nam đó, đặc biệt là cái vùng sông Cửu Long thì nước rất là phù sa và do đó rất là đục, nên cá nhiều lắm. Nước đục nhiều chừng nào thì cá nhiều chừng đó. Nói một cách tương tự, khi chúng ta có cái tánh xét nét nhiều quá đó, thì cái tâm của mình nó giống như tấm gương đó. Một là một, hai là hai. Ngay hàng thẳng lối thì mình không có bạn được, không có người thân được. Mình khó tánh quá thì không ai ở với mình được. Cho nên là mình đến lúc đó, giàu tâm tâm mình là nước trong nhưng thề bên ngoài như là nước đục đó, để cho những người khác không có cảm thấy căng thẳng khó thở. Mình tốt cho bản thân mình, nhưng mình cũng hoan hỷ với những cái mà chưa được toàn hảo ở người khác. Và do đó cái thái độ không thần tượng quá sẽ giúp cho mình thực tập được cái này. Thay vì mình mong mỏi một người chồng lý tưởng, một người vợ lý tưởng đó, dẫn đến nỗi khổ niềm đau cùng cực, thì mình hài lòng ở một mức độ nhất định nào đó, để cho cả hai đều có thể có một sự tương dựng nhất định, tiến tới phía trước, tìm kiếm hạnh phúc, xây dựng các giá trị cho nhau, vì nhau, một cách lâu dài và bền bỉ. Thái độ hoan nghỉ và tán dương sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng có được một người tri kỷ về tri âm. Có nhiều người có thói quen hướng nội nhiều quá đó. Mỗi khi mình cảm nhận được điều hay của người khác, giá trị đóng góp của tha nhân, thì mình không có biết bày tỏ ra. Đâu ai cũng là những người nhạy cảm để cảm nhận được những thứ này. Chúng ta có niềm vui mà mình không thể hiện niềm vui đó, làm cho người kia cảm thấy là gần mình vẻ nó lạnh lẽo á, giống như chùa Bà Đanh.
hay là nó đóng băng như là cái vùng Bắc Cực, hoặc là nó nóng cháy như là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là Las Vegas này. Căng thẳng quá làm cho ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Nhất là những người nam đó, với tư cách là cha đó, thể hiện tình cảm một cách rất là dè sẻn với con em của mình. Khi mà phạt á, thì căng thẳng dữ dằn, nhưng mà cái thương không thể hiện. Đứa con nó không có cảm giác gần gũi với cha như là gần gũi với người mẹ. Người mẹ ta nói dạt dào, tình thương bao la không bờ bến, như suối nguồn, như biển khơi, như đại dương, như sông sâu, như nước mát, như trăng thanh. Toàn là những cái yếu tố rất là tích cực. Còn nói với người cha, ta nói là công cha như đứa thái sơ, tức là cao và vội, cứng ngắc, khô cằn, đụng vô là đau tai, phỏng chân, đi trên đá là phỏng chân. Và thỉnh thoảng có nhiều cái mảng đá nó rất là bé nhọn, đi trên đá là đứt chân nữa, không chừng. Do đó phải thể hiện cái tình thương của mình ra bằng hành động cụ thể. Những sự chăm sóc, những sự dỗ về, những sự thân cận, những chia sẻ mới làm cho người thương của mình cảm nhận được cái tình thương đó. Mình không quêu làm sao được, phải không ạ? Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, tất cả những người chồng khi mà lãnh lương bổng thì phải mua quà cáp và tặng cho vợ. Đức Phật quan tâm như thế đó, dạy con người phải quan tâm như thế mà không cần nhiều. Dĩ nhiên là với phụ nữ cũng đừng vì thế mà đến ngày lãnh lương đòi ra mấy cái tiệm kim hoàn là đổ nợ luôn. Hoặc là vô những cái loại siêu thị mà cao cấp đó, đi ra cái không còn xu nào. Ở đây đó, Đức Phật nói là phải có những cái biểu hiện chăm sóc nho nhỏ, cho nên làm cho người nữ cảm thấy hạnh phúc dữ lắm. Hay nói một cách khác là phải thể hiện nó bằng hành động cụ thể, chứ không phải bằng lời nói. Không nói tôi thương em lắm, tôi thương con lắm, bố thương con lắm, mẹ thương con lắm, mà không có thể hiện tình thương như thế nào. La rầy thì thấy đó, mà thương thì không. Cho nên sống ở trong cái môi trường như thế này, thế hệ con em chúng ta sanh ra tại đây đó sẽ nói rằng là đâu thấy mẹ thương con đâu. Mẹ rầy con, mẹ chửi con, mẹ bắt con tới đây, mẹ yêu cầu con tới kia, mẹ không thương con. Dân giả Việt Nam nói rằng là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Áp dụng cái đó ở tại Hoa Kỳ này là đổ nợ hoàn toàn. Cho roi cho vọt là con sẽ đi thương công an, báo cảnh sát về, gọi điện thoại là cha mẹ rắc rối đấy. Vì đó là phải đổi cái quan niệm đó. Ý là muốn nói trong cái câu ngạn ngữ đó là hãy cứng rắn, chứ mà nó cho roi cho vọt đó là đánh đập, là nó thương đâu, không có. Tức là hành hạ phải thương. Thương là phải thể hiện sự chăm sóc, quan tâm, dìu dắt, hướng dẫn, tha thứ. Và khi mình có được cái thái độ như vậy đó thì mình có người đồng hành thôi. Mà muốn như thế mình phải làm cho người khác được quan hỷ. Cái thói quen của con người đó là muốn người ta làm cho mình quan hỷ trước rồi mình mới quan hỷ trở lại. Còn đạo lý nhà Phật là dạy ngược lại, làm cho người khác quan hỷ đi thì tự động mình được quan hỷ theo thôi, đừng yêu cầu. Ở trong hạnh phúc hôn nhân theo quan điểm của nhà Phật đó là tặng nhiều hơn là nhận lấy. Cái hạnh bố thí của nhà Phật nó dạy mình là đem cái đó đi đầu trong tình yêu, trong hôn nhân mà mình biết tặng nhiều đó là hạnh phúc nhiều à. Dĩ nhiên nó cũng có những cái tình huống ta lạm dụng, lợi dụng. Tại vì trong đó nó không có tình yêu thật sự thì ta mới lợi dụng thôi. Còn có tình yêu thật sự đó, chúng ta thấy là 60% là tặng, là cho, là mang đến, là chăm sóc. Còn 40% là nhận về thôi. Thì lúc đó nó mới bền được. Như vậy là mang quan hỷ cho người khác đồng nghĩa là tạo ra quan hỷ cho chính bản thân mình. Cái thứ hai là tán dương. Một trong 10 hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền là tán dương công đức. Công đức đây có thể hiểu một cách đơn giản là những cái hay, cái giỏi, cái thành công, cái giá trị, cái nỗ lực tích cực của người khác. Dầu ở mức độ nào, mình thấy họ tiến bộ hơn là mình phải tán dương. Nhiều cha mẹ thương con cái đó, đặt con cái mình tiêu chuẩn lớn quá. Con phải thủ khoa, con phải học giỏi, con phải thế này, con phải thế kia. Đến mùa thi nó thất bại, về không dám nhìn cha, nhìn mẹ. Mẹ nó nhìn, nó ló cái mắt như thế này, liếc mắt, quýt mũi. Thay vào đó, Đức Phật dạy là hãy tán dương. Mình biết rằng là cái tâm lượng nó chỉ ở mức độ C, và khi nó nhích nhích lên là C cộng là mình khen liền, để cho nó trở thành B chứ. Thì lúc đó nó trời, tao lúc tao nhỏ tao được A còn mày C mà dở quá,
nó thôi tiêu luôn. Tán dương làm cho người ta phấn chấn, khích lệ dương lên, còn mình chê dữ quá nó làm cho người kia bế tắc, khủng hoảng, rồi riết rồi nó từ cái mù mò này nó đi qua cái mù mò khác, bế tắc này nó dẫn tới những bế tắc kia. Cho nên cái cách giáo dục của nhà Phật là giáo dục lạc quan và tích cực. Trong các mối quan hệ mà mình có tùy hỷ, có quan hỷ với thành công của người mình thương, của người mình thân, rồi mình tán dương khen ở đúng mức, chứ không phải là khen theo kiểu nịnh, khen quá tới hèn luôn. Nó có một cái, trời ơi, ngày hôm nay em đẹp quá, em hấp dẫn quá, mà bà đi sửa mặt mũi về không thấy giống là bà nữa mà khen. Giờ đó là phải khen đúng, khen tích cực. Thì không có cái gì mà chúng ta phải sợ là không có người đồng hành. Cái bế tắc thứ ba là bệnh tật. Như là một thách đố rất lớn, mà giải quyết được nó đó là chúng ta mới có thể mang lại an vui hạnh phúc ở trong đời. Ở Hoa Kỳ này, lương bổng mỗi tháng trung bình là khoảng 2.000. Ai không có nghề, không có nghiệp, già cả, bệnh tật đó, thì được chế độ an sinh xã hội chu cấp ở một mức độ tương đối để người đó có thể tự tồn tại. Nếu như người nào đó may phước mà suốt cả cuộc đời không có bệnh tật đó, thì tiền của họ dành dụm sẽ có thể trở thành là cái nơi mà chi trả cho nhà cửa, xe cộ, vật liệu, phương tiện sinh hoạt tiện nghi. Còn không may một cái mà bị vướng vào chứng bệnh gì, ví dụ như là tim đi đứt 100.000, thận mà muốn thai đi đứt 200-300.000, giải phẫu cái gì đó cũng toàn là bạc chục ngàn chứ không có chuyện mà tính 1-2 ngàn được. Dành dụm 10 năm 20 năm mà không có bảo hiểm cái đi đai hết trơn là tiêu. Và do vậy ở đây nó buộc người ta phải bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm mọi thứ. Và từ cái đó nó nảy sinh ra những cái nỗi đau, những cái nỗi lo, những cái sợ hãi. Con người khó sống thông dong được lắm. Khi ở những nước nghèo chẳng hạn như Việt Nam mình đâu có bảo hiểm gì đâu, phải không ạ? Mà có không ai sợ gì á. Cái bản lĩnh chịu đựng ghê cũng lắm, mà khi qua đây rồi nó sợ tủ thứ hết trơn. Thì không biết là hạnh phúc hay là khổ. Nó làm cho ta phải sợ thôi. Cái nền văn hóa như thế, cái hoàn cảnh như thế, nó tạo ra con người với cái thái độ và suy nghĩ như thế thôi. Cho nên ở đây cũng phải chiều theo như thế chứ không thể làm liều được. Làm liều là mắc tội. Có nhiều người làm suốt cả cuộc đời mà không giàu được là bởi vì nuôi bệnh à. Chứ tôi quen một bà lão 70 mấy tuổi, bà giàu lắm, con cái thành đạt, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, tháng nào cũng chu cấp cho bà dư giả để bà làm từ thiện, bà sống hạnh phúc để đủ đầy đó. Nay đi du lịch chỗ này, mai đi du lịch chỗ kia, đến chùa chúng tôi thấy bà than: thầy ơi, con khổ lắm thầy ơi. Hỏi sao bà khổ? Con ngậm nắng đút cay. Hỏi sao bị bà ướt lắm hả? Ngậm nắng đút cay. Không có, ngày nào cũng uống thuốc bắc hết trơn. Hỏi chứ uống thuốc bắc làm sao mà thoải mái được, hạnh phúc được? Bệnh mà. Đó là ngậm nắng đút cay. Mỗi khi có một cái nỗi đau của bệnh tật là sống không có thoải mái được. Đau răng cũng khổ, đau tim cũng khổ, rồi bây giờ mỡ trong máu, mỡ trong gan, béo phì, căng thẳng, bất cứ một cái bệnh gì nó cũng làm cho người ta khổ. Và người nữ khổ về bệnh nhiều hơn là người nam, vì quan niệm về thẩm mỹ và sắc đẹp đó như là giá trị đời sống và hạnh phúc của họ. Cho nên mỗi khi họ vướng vào những cái chứng bệnh làm thay đổi cái cơ thể hình dạng của họ đó, cho nên họ khổ tâm, rồi khổ thân, khổ cảm xúc, khổ mọi thứ đó. Nên nỗi khổ đó, ở người nữ đó là nhiều hơn là người nam, nhất là về phương diện bệnh tật.